Xin chào cả nhà thân mến, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình và cũng như là đã ủng hộ cái kênh YouTube Khanh Võ Cuộc Sống Úc. Hôm nay thì trời nắng đẹp, tháng 12 rồi, nên mình tới thời hạn cái xe mình cũng đi bảo dưỡng, đi sơ vịt. Còn bữa nay mình đi sơ vịt xe nè, để cuối năm mình có đi chơi này kia đó, cho xe chạy nó ngon cho nó mượt được kia coi. Đó, bây giờ ở bên trong là cái chỗ mà sơ vịt xe, sửa chữa các loại xe luôn. Đó, một chút mình sẽ vô làm quen với anh chủ ở đây để tìm hiểu thêm về cái chỗ sửa xe của ảnh. Mình cũng đến đây cũng mấy lần rồi. Mình thấy ảnh cũng nhiệt tình, ảnh làm cũng rất là tốt, vui vẻ nhiệt tình lắm, nó làm rất là good, nên mình cũng đã quay lại đây mấy lần rồi. Ở nhà là hai chiếc xe là mình đều ở đây, mình sơ vịt sửa chữa này kia các loại các kiểu hết, tất cả các loại xe. Mọi người thấy không, đây là xe đậu để mà để đợi sửa con đó. Đây nè, bây giờ mình sẽ vô trong, mình sẽ làm quen với ảnh. Ảnh đang làm xe mình chổng á, bữa nay mình đến với sơ vịt xe thôi, sẽ vịt thay nhớt và kiểm tra này kia để mà cuối năm Noel tới mình đi chơi có xe mình chạy cho nó ngon, cho nó mượt. Đó. Rồi bây giờ mình đi vô nha mọi người, để làm quen với anh chủ ở đây. Em đây nó có địa chỉ luôn, 22 Station Street Dandenong, có số điện thoại lên mọi người nhìn thấy cái rõ ha. Bây giờ mình đi vô trong làm quen với ảnh. Giờ ông chủ đang service chiếc xe của mình. Xe mình là chưa tới hạn nữa, nhưng mà gần tới cuối năm rồi, mình service hay nhớ xe mình cuối năm đi chơi cho nó mượt. Ông chủ xin giới thiệu mọi người, đây là ông chủ cửa hàng sửa chữa xe ở đây. Anh giới thiệu anh tên gì không anh? Hello, tên Quang. Tên Quang ha. Ủa anh đó, anh ở đây là anh sửa xe là các loại xe hết phải không anh? Dạ, ở đây mình làm các loại sửa các loại xe, bơm ga, máy lạnh, lấy giấy rubber thì có đủ hết. Thay vỏ xe, wheel alignment mình làm đủ. Tức là ở đây anh có cái gì là anh cứ giới thiệu cho mọi người để biết là có cái gì thì cái gì vô mình cũng làm hết, xe nào cũng làm, xe nào. Các kiểu hết, xe nào hiệu nào cũng vô hết. Dạ, để cho mọi người kia có xem á, người ta biết cái người ta sẽ như khi ta có cần ta đến anh. Đây. Chỗ đây là rất là rộng rãi, thoáng mát, dễ đậu xe nữa. Có nhiều chỗ mình đi sửa xe nhiều khi nó hẹp quá mình không có chỗ đậu, ở đây là có kha phạt phía trước rộng, mình dễ đậu xe. Xe ga vô khi nó cũng dễ. Sửa một chiếc xe nó cũng tìm thợ nó cũng quan trọng nha mọi người. Như mình tìm một vị bác sĩ mà có tay nghề giỏi, mà có kinh nghiệm, mà làm có tâm nữa, nó cũng khó lắm. Tại vì sơ vịt mà, sơ vịt thì đôi lúc có nhiều người hiện tại vì cái ăn tiền thôi. Nhưng mà có nhiều người thì người ta làm có tâm thì nó good hơn. Có sao thì người ta sẽ nói thật với mình, có nhiều người thì người ta chia sẻ không có thật. Vì khi chữa mà không có đúng bệnh, hay là nhiều khi mình
khám cái xe mà nó không ra đó, cái kêu thai này thai kia, cuối cùng nó bệnh nó không hết mà càng tốn tiền hơn, nó cũng rất là quan trọng lắm đó. Còn ở đây thì mình đến anh Quang ở đây thì mình cũng thấy ảnh chia sẻ rất là thật lòng nhiệt tình, có sao anh nói vậy à, cái nào nên thai thai, cái nào còn xài được thì để xài được à, chứ ổng không có dễ mà bắt buộc phải thai này thai kia để mình làm thêm để mình chặt tiền thêm, không có. Ảnh đây làm thấy là ảnh rất là tốt à, có nhiều cái nhiều khi anh nói ừ cái này còn xài được không cần phải thai, nói là mình đỡ tốn tiền, chứ không phải là ừ nhiều khi ổng kêu mình phải thai này thai kia, khi nó vừa lãng phí mình mà vừa nó không có cần thiết á, nó lãng phí mình đó, cái đó là cái điều quan trọng lắm đó. Ở đây thì mình thấy anh Quang đây thì ảnh điều đó mình thấy mình an tâm, mình thấy ảnh tức là hạ ủ xe mình hư sao cũng được cho thì ảnh sửa thôi, là mình biết đúng cái cần phải thay. Còn có nhiều người hay ô vô đi sơn và tôi kêu hai đủ thứ là nhưng khi còn xài được, như mình xài 1 tháng 2 tháng 5 tháng thì cũng được, không đỡ ra mình chưa có hư để mình để thay để sửa. Xe mình thì cũng mới đến anh Quang đây cũng được vài lần, 3 4 lần rồi à. Mình thấy ảnh cũng nhiệt tình, ảnh làm xe mình cũng rất là tốt, nên mình cũng bây giờ là thường trực ở đây, có gì là tới ảnh đâu. Ở đây thì ảnh làm một mình à, ảnh tự làm à, không có thợ làm chung, thì tức là ông chủ cũng làm luôn đó, do đó ông làm rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt ở đây là mình thích ảnh ở đây là ảnh chia sẻ rất là nhiệt tình, và ảnh mình thấy ảnh chia sẻ cũng có tâm lắm, ví dụ như cái gì đáng sửa thì mình sửa, đáng thay thì mình thay, hay là thay cái dạng nào cho nó vừa túi tiền mình mà nó ok hợp lý, mình không phải cần phải là mình phí cái tiền của mình đó, ví dụ như cái đó chưa nên đó thì mình không cần thay ha, hay là mình thay cái loại nào mình xài ok vậy đó, như là mình thay vỏ xe hay là thay cái gì đó ha. Ảnh cái không phải là nhiều chỗ, nhiều khi người ta lại ta kêu mình thay này thay kia đủ thứ các kiểu hết à, nên mình thích ảnh chỗ đó, với là ảnh nhiệt tình mà ảnh có tâm đó à, tại bên đó là cá nhân của mình nhận xét à, không có ảnh ở đây thì mình mới nói với mọi người đó à, nên, bây giờ là xe mình là có gì đó nên lại anh coi anh sửa chữa mà anh ăn giá cũng hợp lý nữa. Đó. Cái nào đáng sửa thì anh sửa, đáng thay thì anh thay à. À, so với mấy chỗ khác thì mình thấy cái chỗ của anh làm là rất là ok đó. Đó là cá nhân của mình, nếu mọi người có nhu cầu service xe hầu như là ai cũng phải có nhu cầu rồi, tới tới hạn là phải service xe hay là có sửa chữa xe hay là hai bánh xe, tất cả mọi thứ, tất cả các loại xe xe hơi hết à, là anh ở đây anh làm hết, là cái xe của mình, xe này như trâu đi cày, mình cũng lười biếng rửa xe hay là lim chùi á, ở trong xe giờ gác không trong trống, chưa hút bụi, chưa rửa xe, nó tính bữa nào trời nắng cái mình đi mình sơ vịt xe xong nè, cái mình đi rửa cho nó sạch. Không có rảnh, không có rảnh rồi để đi rửa xe, xe dơ năm chắc rửa được 2 lần Tết nó đi rửa hoặc lâu lâu thấy xe dơ lắm mới rửa, rồi không là trời mưa gió quá không có rửa xe. Ở đây mọi người ở đây hầu như ai cũng có một chiếc xe mà của mình đi tới đi lui đi làm này kia,
ai cũng có một chiếc xe làm chân hết. Nhưng mà mọi người thấy đi ra ngoài á, điểm mà sửa xe mà service xe nó đầy đường hết á, nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phải tìm được cái nơi, cái chỗ mà uy tín để mình đến để mình làm. Tại vì chiếc xe mà nó thấy vậy chứ nó cũng tùy theo thợ mà người ta làm, chứ không phải người nào cũng làm giống nhau đó. Do đó mà con xe nào mình phải kiếm được một điểm nào mình sửa hay là mình service xe đó, bảo trì này kia, nó uy tín chất lượng á, là nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Tại ra ngoài đường á mình thấy nhiều điểm lắm, nhưng mà mình phân vân, mình không biết đi điểm nào chân á đó. Đó, nếu mà có một điểm mà làm tốt đồng gút á là mình yên tâm lắm. Chứ nhiều khi mình đi mấy chỗ lạ á, mình đâu có, mình không yên tâm đó, nó cũng khó lắm. Cái xe nó cũng giống như người ta, nhưng phải có một người bác sĩ riêng mình họp rồi mình theo dõi hoài cái xe của mình. Cái xe nó cũng giống như người ta vậy đó, lâu lâu nó cũng phải có hư hao hay là gì, nó phải sửa chữa, phải đi tái khám, đi bảo trì thì nó mới bền được, giống như người ta vậy đó, lâu lâu cũng phải đi khám bác sĩ. Do đó mình tìm được một cái người bác sĩ mình để mà theo dõi mà sửa chữa xe mình đó, giống như bác sĩ gì đó. Phải một người nào mà mình thấy ok, hợp với mình, good, mình thấy good thì mình lựa chọn đó. Cái gì cũng vậy đó, nó không phải tùy, nó cũng hợp với mình đó, mình thấy good thì mình an tâm, nó có chất lượng đó. Chứ sửa xe thì ở đây ra ngoài nhiều điểm sửa xe đó à, nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình không an tâm, cái mình không có quen thuộc á, cái mình phân vân, mình không biết lựa chọn như thế nào. Vô tám với ông chủ ông làm một mình ông buồn à. Cửa hàng mình thấy cái đồ nào nó cũng mới chứ anh gì. Giờ anh mở cái cửa hàng này bao lâu rồi anh? Mấy tháng 9 năm ngoái. Tháng 9 năm ngoái ha. Dạ, nên em thấy mở thì mua mới hết mà. Dạ, mọi thứ đều mới hết ha. Chị thấy, em thấy mọi thiết bị đây là đồ mới không à? À. Nhưng mà trước đó là anh có làm ở đâu hay là? Có, mình làm nghề này được hai mấy năm rồi. Hai mấy năm trong nghề là mọi người sửa thấy chỗ này sửa chỗ kia thì à. Đó mình làm cho người ta thì bây giờ mình làm cho mình. Dạ, nhưng là bây giờ là mình đủ cứng cại rồi ha, là mình tự tự mình làm riêng, mở cái business riêng của mình. Hồi xưa là nghe nói anh hả, anh nói là anh làm mấy cái làm đủ chỗ đủ điêu là cũng làm qua, làm gara sửa xe làm qua à. Làm nói chung đi từng lúc đi tùm lum đủ thứ chỗ, nhờ đi nhiều chỗ như vậy mình mới học được nhiều cái kinh nghiệm. Đúng rồi, tại vì đó là trong cái ngành của mình. Dạ, mình làm nhiều chỗ mình học hỏi kinh nghiệm. Đúng, ha. Mỗi một chỗ sửa một cái loại xe khác nhau. Vậy là bây giờ là anh đúc kết lại tất cả những chỗ anh gom về chỗ anh. Mình gom lại thì xe nào mình cũng làm. Dạ. Cái đó là một cái kinh nghiệm mà đáng quý đó. Do đó mình phải trải nghiệm nha mọi người. Tại vì sửa xe hay là bác sĩ cũng vậy đó, bác sĩ người ta khám bệnh chữa bệnh lâu năm thì nhiều người thì người ta mới rút được kinh nghiệm, người ta mới giỏi được. Anh Quang đây thì ảnh cũng như bác sĩ gì xe vậy đó, ảnh đi làm nhiều nơi rồi ha, nhiều chỗ khác nhau ha, nhiều loại xe khác nhau đó, anh mới đúc kết được cái gom góp được cái kinh nghiệm làm nghề của ảnh. Giờ ảnh mở cái cửa hàng riêng của ảnh, cái business riêng của ảnh làm đó. Hai mấy năm kinh nghiệm cứng khừ. Ở đây mà nếu mà người ta có một cái chiếc siêu xe là người ta muốn vô sửa, anh đây anh làm luôn không anh? Mình không có chê xe nào cũng là xe thôi. Ok. Thực sự
nó siêu xe rồi xe thường gì nó cũng có bốn cái bánh chạy phải không? Nó cũng phải có động cơ đi bốn bánh thôi không? Mấy cái xe mắc tiền nó làm bằng nguyên liệu mắc tiền. À. Chứ nó cũng cái nguyên tắc của nó cũng giống vậy. À đúng rồi đúng rồi. À. À vậy bây giờ xe nào cứ bốn bánh là vô là anh làm hết. Mình giới thiệu gì để cho mọi người biết rõ là ở đây là anh Quang, ở đây là ảnh sửa xe là các loại hãng xe hết, các loại kiểu hết. Đây là cái lượng xe đây. Cái vàng năng này là nó đặc biệt phải không, hơn phải không anh, thấy nó bự nè. Vàng năng này là 6 tấn à. Cái này là cho light truck với wheel lại mình cái này. Ồ đi hả? Tức là xe truck nhỏ cũng lên. Xe truck lên nó. Tại vì em thấy á 6 tấn. Dạ. Cho nên thấy nó bự hơn cái vàng năng thường. Dạ dạ dạ. Em thấy không phải chỗ nào cũng có cái vàng năng như gì. Vì em thấy cái này nó chắc phải nặng đô hơn, nặng ký hơn. À. À, vậy là xe chắc là vô loại cỡ cỡ nào, loại cỡ nào? Năng này lên được 6 tấn. Lên được 6 tấn tức là cái xe nào mà? Xe của mình thường thì chỉ có 2.000 ký, 2 tấn thôi. À. Tất nhiên chỉ là cái này có thể bỏ 3 chiếc xe rồi. Ờ ok. Vậy là nếu mà có xe chắc loại nào anh vô cũng làm luôn. Xe chắc nhỏ. Anh cũng làm. Thực sự xe chắc làm dễ hơn xe loại. Vậy đó hả? À. Cái nắp lên có một cục ngay đó. À dễ à. Hơn xe hơi nữa. À tức là xe chắc những nó dồn vô chỗ mà phải không? Còn cái phía sau là cái thùng thôi, cái thùng chở thôi. À. Cái cabin lên thì nó có một chỗ đó. À. Dạ. Để nó rõ cho nhiều khi mọi người hiểu có nhu cầu cái mình đến đây. Chim mình thấy cái vàng năng này nè, nó bự, thấy nó hơn mấy chỗ sửa xe khác rồi giống như gì thôi nè. Năng lên vậy nè. À. Mà nhìn nó để bên đây thấy nó vững vàng kiên cố hơn không? À. À, giống như mà cái chỗ mà người ta gửi xe vậy đó. Còn bình thường là thấy năng cái loại này. À. À. Cái loại này lịch nhật ký ta. Cái loại bình thường này là nó mình đang được bao nhiêu ký anh Quang? Cái đó là 4.500 ký. 4.500 ký ha. 4.500 ký, cái đó là 6 tấn. À. À. Mà nhìn cái loại này hơi mắc là nó mua loại này. À. Nó mắc là cái do cái chất liệu hay sao anh? Nó mắc là tại vì nó không phải làm ở Trung Quốc, nó làm ở Hàn Quốc. Ờ làm ở Hàn Quốc ha. Ờ. Mình biết thì đồ Trung Quốc thì lúc nào nó rẻ hơn. Ờ tiền nào của nấy á. Nó nói là nó không chất lượng nhưng mà nó rẻ hơn cái đồ của Hàn Quốc chút xíu. Dạ. Hơn mình service xe là chỗ nào nó cũng cái làm nó cũng quy trình mình làm nó giống nhau hay là mỗi chỗ nó làm khác nhau? Cái đó là tùy theo người, người làm nhiều chút, người làm ít chút. À, nhưng yeah. Mà thì cái service bình thường thì thay nhớt, thay lọc nhớt thì cái đó là ở đâu cũng bắt buộc phải hai cái đó đúng không? Cái đó là nằm trong bộ phận của cái service mà thì cái đó. Yeah. Ai cũng phải cần làm cái đó. Thí dụ như khác biệt những chỗ, ví dụ như nó bơm vỏ xe, bơm bánh xe thêm
rồi nó check cái này check cái kia, nhiều chỗ nó check kỹ hơn, nhiều chỗ thì nó thôi sơ thôi Rồi giống như cái chỗ của anh là giờ mình service xe nè, mình có đặc biệt gì hơn chỗ khác không, hay là mình thì cứ làm sao? người ta làm gì mình À, cũng mình làm cái đó, thì mình check hết chiếc xe, bơm bánh xe này nọ, đổ châm nước châm này thêm vô, thì có sao mình nói vậy. Ví dụ Để như cho mọi người xe bị hiểu hư cái nhiều. gì gì ở xe của anh bị hư cái gì cái gì đó, Đúng mình rồi, sửa giống như sửa đi. mình kiểm tra kỹ mọi thứ, cho xe nó là good, là Thì good để xe chạy. nó xe bị gì có sao, Đúng rồi. vậy thì sửa không sửa thì tùy ý Đúng anh. rồi, đúng rồi, mình chứ là mình khám, mình có Mình khám. khám mình nói cái problem cái xe đó nó bị vậy vậy đó, rồi Ok. mình muốn sao thì chuyện của mình. Hello. Nào khá thì người nào theo cái Này anh làm một mình anh mấy xì đó, anh toàn thấy khách nước ngoài cũng nhiều chứ không phải khách Việt Nam không đâu. Khách không phải người Việt mình chứ không phải đủ thứ loại hết. Ở đây là đó những cái đồ dùng thiết bị để mà sửa chữa xe. Cái này chắc nghĩ khá bánh xe quá. Này nghĩ chắc khá bánh xe nằm đây. Cho một cái hãng gara xe, nó đúng là gara xe, gara sửa xe đó. Cho người thấy ở Úc đây thì nó là gì? Đó. Tùy theo cửa hàng mà nó khác nhau thôi chứ, nhưng mà cái đồ mà để thiết bị á là nó như gì ha, và có chỗ mà từng dầu bơm dầu ra nè, nhấc ra nè, rồi bơm hơi, quan trọng là cái dàn năng. Sửa xe mà không có dàn năng là thua à. Không có dàn năng là thua à. Không phải là gì, nhưng mà có cái là mình phải nâng lên nó mới dễ dàng, nó thuận lợi, dễ mình sửa, chứ không lẽ dạy xe nằm ở dưới rồi mình nằm dưới mình sửa nó khó khăn quá. Nó có dàn năng lên là nó mới dễ dàng, thuận lợi, tiện lợi. Đây có nhiều chỗ nó cần người ta phải đứng sửa ở phía dưới á, chỗ rất là rộng rãi, rất là rộng rãi luôn mà sạch sẽ thoáng. Xe này cái máy làm sau đuôi ha, máy nè, máy làm sau đuôi, làm phía sau. Những xe bình thường khác thì máy phía trước, có nhiều xe máy phía sau. Kiểm tra đèn này kia coi còn cái nào đứt bóng nữa không. Đèn pha này khám kỹ coi có gì không. Cái vỏ của em thấy cũng còn ok ha anh, cũng còn chạy Vỏ được cũng không? còn được Còn được ha. cái nào mình có báo ở trong đó thì có nghĩa là nó không có báo là nó ok. Như cái vỏ này á, lúc trước em bị lủng đó, em đi lại chỗ mình đi lại chỗ khác kêu nó giá 5 triệu, giá nó kêu thay đã anh quen là anh giá là xài mấy tháng tới giờ không xin không Vỏ theo. nó giá được tại sao không thay? Và vậy đây là anh quen anh thấy cái nào nên nên thay thì thay, cái nào còn xài được là anh cho xài được.
lại chỗ kia nó kêu cái này giá không được, nó kêu thay đi. Dạ yeah, bởi vậy hả? Nó nói gì vậy cho mình đi. Dạ. Chứ đủ khác thì nó không đủ được, nó nói gì vậy cho mình đi. Dạ. À, cuối năm đi đi lấy anh trình. Đi lấy anh trình. Dạ, lấy anh trình. Đi đi 4 ngày. Dạ. Bốc thu xe, bốc nhà đó luôn. Bốc nhà luôn. Dạ, đi 23 tới 26. Bốc nhà thì chắc là đi mấy gia đình. Dạ đúng rồi, đi mấy người trong gia đình cũng 4 gia đình ạ. Mà đi đông đông bốc nhà thì ok. Dạ. Chứ còn đi có một gia đình mấy người bốc nhà là gì? Dạ, dạ. Mà cuối năm nó bốc nó cũng mắc nữa. Cái này là bốc trước mấy tháng. Dạ, bốc trước mấy tháng rồi đó. Đúng rồi. Dạ, giờ bút không có chỗ đâu. Mà năm nay người ta đi chơi nhiều nữa. Hôm nay nè. Dạ, năm nay đầu năm đầu tiên ai cũng đi chơi hết. Dạ. Anh năm nay có đi đâu không? Không đi. À, vậy làm chủ shop cái không đi đâu được nhiều hết á. À, dạ, dạ. Mình giữ khách ha. Dạ. Dạ. Cái này không được clip rồi đúng không? Không thay luôn. Cái gì anh? Cái đầu quạt hả? À đúng rồi. Nó không được clean. Bọn này là phải cái wifi khác. Nếu muốn thay cái này phải thay nguyên một cái. Cái đó luôn. À. Tại vì cái loại này loại original là cái blade ở trong cái gạt mũ đó đó. Yeah. Nó lớn hơn cái aftermarket ngoài chút xíu. Yeah. Tất nhiên cái 8 mil với 8 mil rưỡi. Yeah. Thông thường khi mình bỏ cái aftermarket ở ngoài vô đây nó sẽ bị lẫm thì nó cũng không có clean sạch sẽ được. Yeah. Cho nên cái này mà thay thì có hai nguyên cái đó luôn, chỉ có mình thay nguyên cái, còn không thì mình phải đi mua cái 8 mil rưỡi đó ở những cái chỗ bán. Ok, để mình thay cái miếng đó không. Dạ. Thì thay nguyên cây đó thì tất nhiên là nó phải mắc hơn là. Dạ. cái miếng đó không rồi. Anh em có luôn không? Cái nguyên một cây thì có, cái. Dạ. Miếng đó thì không có. Ờ, vậy nếu mà thay cần thay thì thay luôn. Nếu muốn thay thì mình thay luôn. Dạ, thì ăn cặp luôn đi. Cho nó quạt nước cho nó sáng, nhiều khi mình chạy nó dễ nhìn. Cái này là đã nha, ngon ha, khác liền, đồ mới cho khác liền. Chấm thêm miếng nước vô, dán sơn sticker. Xong ha, dạ. Xong. Xe mình đã service xong đó mọi người. À, bảo dưỡng xong rồi đó. Xe năm nay chưa rửa. Rửa hồi Tết không gọi á, về tới cũng Tết nữa. Xe nằm rửa 1 lần, giỏi lắm 2 lần. Đây rồi, cảm ơn anh rất nhiều ha. Ở anh giới thiệu lại cái địa chỉ của chỗ mình là số mấy anh? Chỗ mình ở đây là anh đọc luôn luôn. Chỗ mình ở đây là số 22 Station Street.
Đen đèn ông đây à. Là cái dạ hồi nãy em có quay ở trước cái bảng hiệu rồi nhưng mà nhắc lại ha. Dạ số 22 Station Street Đen đèn ông. Dạ. À, mọi người nào mà có nhu cầu mà đến dì xe đó ha thì đến gặp anh Quang đây. Ok. Rồi, bye bye anh, nhắc nhiều ha. Đó. Ở đây chiếc xe, ở đây ai mà có một chiếc xe ai cũng muốn xe mình ngon, xe mình im cho thì ở đây thì mình thấy cũng nơi đáng tin cậy. Nơi đáng tin cậy để chào hàng cái xe của mình. Dạ ok, bye bye anh. Rồi bye. À, bữa nay mình đi service ở chỗ anh Quang ở đây. Đó, nếu như cô chú anh chị các bạn nào mà có nhu cầu muốn chào thăng chiếc xe mình cho ông bác sĩ xe này thì mọi người cứ liên hệ cái địa chỉ giống như mình đã chia sẻ ở đầu video là số 22 Station Street Đen Đèn Ông. Chiếc xe ở đây thì ai cũng muốn xe mình im, xe mình ngon khỏe thì ở nơi ở đây thì mình cũng cảm thấy cá nhân của mình nha thì cũng đáng tin cậy để chào thăng chiếc xe của mình. Xe ở đây ai cũng cần phải đi bảo dưỡng bảo trì đến định kỳ, hoặc có hư hao xe thì nó cũng giống người ta vậy đó, xài lâu năm thì nó cũng phải hao mòn heo ngày năm tháng đó. Rồi bye bye tất cả mọi người, nếu mọi người nào thích video mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, nhớ bấm like, bấm chia sẻ cho mọi người. Mình cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Mình rất là quý những cô chú anh chị đã luôn theo dõi mình tất cả những video của mình vừa qua. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người, bye bye.